Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại cho khách mời tiếp theo. Là một ban nhạc mới thành lập nhưng mà họ đã mang lại một cái màu sắc rất là lạ cho sân khấu ở Hà Nội. Ở đây thì họ đã góp mặt ở buổi show cùng với việc làm của một. Sau đây xin giới thiệu Nam Thế Giới. Thank you.
Thank you.